hay là tranh hoa vải, mình tận dụng những cái miếng vải rẻo có hình hoa lá để mình dán vào, mình tạo thành những bức tranh nha các bạn. Dụng cụ gồm có keo xịt, kéo, keo nến, miếng cạc tông và khung tranh để vừa với miếng cạc tông, để khi nào mình tra vào khung tranh là nó vừa với miếng cạc tông là mình treo lên thôi các bạn. Và vải. Cắt tấm vải lớn hơn miếng cạc tông, dán vào mặt sau miếng cạc tông để tạo hình nền của tấm tranh nha các bạn. Sơn xịt, sơn chuyển màu lên nền tranh ha. Ở phía dưới thì mình xịt nhiều hơn nè, mình chuyển lên trên, nhẹ dần để mình tạo cái khối chuyển màu ha. Rồi cắt miếng rập để làm chậu hoa. Miếng rập này sẽ được lặn vào trong tấm vải cho cái hình dáng của chậu hoa cứng cáp hơn. Dán keo nến lại, miếng rập này mình giữ lại luôn, không cần lấy ra đâu nha các bạn. Các bạn nhớ lựa tấm vải để làm chậu hoa nhìn cho có gu tí ha. Rồi mình dán chậu hoa vào nền thôi. Bây giờ là mình lựa những tấm vải rẻo có hình bông hoa nè. Mình cắt vòng tròn quanh bông hoa, rộng ra ngoài một tí nha các bạn, khoảng 1 cm đó. Mình lấy kim chỉ mình nhíp xung quanh bông hoa đã cắt nè. Rồi mình rút sợi chỉ lại nha. Mình sẽ được như vậy. Rồi mình đâm từ dưới đâm lên, ngay trúng nhụy cánh hoa. Rồi bây giờ mình đâm kim xuống ngay nhụy để cho phần nhụy nó lõm xuống. Rồi rút chỉ lại. Xong một bông hoa rồi. Các bạn xem lại các bước cho rõ hơn nha.
Thấy vậy chứ đơn giản lắm, nhưng mà nhiều khi mình không hiểu á là mình khó làm thôi. Bây giờ đây là được nhiều bông hoa rồi nè các bạn. Giờ là mình gắn vào nền tranh nè. Rồi cắt thêm những chiếc lá mình gắn vào cho bức tranh thêm sinh động hơn. Mình cho khung vào. Nhớ bạn viết mặt sau để mình giữ bức tranh lại nha các bạn. Nơi bắn khung thì luôn có sẵn những cái ốc vít để mình gắn tranh vào.